chị biết xua bốc mai bong ôn chết đi làm ăn hay lấy dân ban mà chụp nên chết mày tiền hái chỉ mùi nướng mốc mỏ hố ngó đam sai thực đô mỏ ngồi hay lấy dân miếng đam với luôn pi gì lố đam thùng thúng mỏ mốt đam sai đây mà đón hay hay lấy dân liên chỉ mùi tật bao lần xa thái hay bị khó hàng cũng ai liên vốn hay dân ngó thôi từng mua đây mà đón hay lấy dân mới kêu xong mỏ ngồi thế kêu xong đáp ngó vốn cứ ngó miền quần lật cấy mà đến lật lối nắng rồi thời tức mấy cho mới cứ sau thời tức mà đấy nhớ dân miền bị chén cò só hầm bắn tầm só mà tết thì mùi nắng mà đấy chơi mà đòn hay dân miền tức đông đá đông mùi tết sau dân đặt ngó hay lâu dân tầm mới là biết vớ tại mà đòn hay lâu dân chắp đau thớ hay tầm bốn nhiều đặt tức đô nhiều chùa máu dựng ra đôi chừng nguồn muối hay dựng đam tật bằng tinh tấn hay dựng làm ở việc phu thế không ổn hay lấy tật đôi nó bao dưỡng phu hỏi thì đặt riêng ngồi chùa máu miền quân lực cây mà đây lực rối hay dựng đặt rối đi chùa máu hay bao ổn ai ngồi tật tham ăn của bạn đấy hay khi mình đó đặt đam chùa không ổn lớp tam rồi dưới đất ngồi dạ về đất này tí ông út làm tí chân ấy, là dùng ruột đó thì lớp tam rồi bò dưới dưới ngồi dạ về đất này tí ông út thì anh hỏi là dùng luật lương đó là dùng chặt vị trình đặt nung chan rồi bò dưới máu lấy dân chắp đan thuê tượng mà đấy cho hôn thuê tượng mà đấy dân là bây nhâm cho mui được làm sao rồi bỏ dớn hay bỏ hôn ai nhâm cho mui được thấy có con của bán rồi tạm đặt đồ chất tế hay cái đấy dân nhâm cho mui được mà đấy cho hôn hay dân phớ hay dân nguyên mà đấy cho hỏi anh đọc đạm bàn máu hay đọc đi đạm vị trí đọc đạm score xó dân người bách của chúng ta đem đoàn tới cái dân cố đúng không cố là sao trên mỏ đặt tất bình tích máu lấy những cô xoa phái và tôi đi đặt tâm xoa nâng một tê cho máu thì một tê thay mình nuôi chết không ổn rồi giữa người mình hờ hái đặt một tê thay mình đấu về có hờ thay mình chết anh lấy tất cả những bao nhiêu đuôi đó là bao nhiêu giờ từ nhâm cho mỗi lần tam như bao nhiêu tên một đầu tới hay lấy cái tam score tất đô của bao nhiêu hơn thà cho nên bao bốn đuôi đó hả giờ ngã nhâm bàn thái hay hay lấy việc lộ sạc bao mình tính nhớ việc bỏ như thế hỏi chuẩn lụa nhớ không? Rồi, tức mình đánh dân mà cành men mà hãy lâu đuôi đó lắm ông bốn hãy chồng cõi xong ông quân bóng bốn để bàn tiền sản là video trong bạc đảm đọt chó hãy bảo bình chất video này xong chú chơi subscribe, like, share, comment, đưa sinh nhà cần đắng tạm bây giờ tui bàn video thamay thamay chi bàn tỏ tiền
sôm ọc khún, sôm chùm rệp lìa.